Vào tháng 8 năm ngoái, nhiều người đã được một phen bất ngờ khi có thông tin rằng Việt Nam nộp đơn xin gia nhập khối BRICS. Thế nhưng rồi, hội nghị thượng đỉnh tại Nam Phi diễn ra, danh sách 6 thành viên mới của BRICS không hề có tên Việt Nam. Ngay sau đó, Việt Nam nâng cấp quan hệ liên tiếp với 3 nước Mỹ, Nhật và Úc. Người ta tưởng rằng Việt Nam đã quay xe xích lại gần Mỹ và các nước đồng minh của Hoa Kỳ, không còn mặn mà với việc gia nhập khối BRICS nữa. Tuy nhiên mới đây, các kênh truyền thông của Nga lại đồng loạt đăng tin xác nhận việc Việt Nam sẽ tham gia vào BRICS trong thời gian tới. Tờ báo quốc gia Nga Ivestia có bài viết với tựa đề Việt Nam đang bàn về vấn đề gia nhập BRICS, còn mạng lưới truyền hình được tài trợ bởi chính phủ Nga RT thì lên bài với tựa đề Việt Nam đang tiến hành đấu thầu thành viên BRICS. Vậy liệu có rào cản nào đang cản trở Việt Nam gia nhập khối và bao giờ vấn đề này sẽ được giải quyết? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trả lời những câu hỏi trên thông qua các bài báo của nước Nga nhé. Bắt đầu ngay thôi nào. Đầu tiên, ta hãy xem qua những nhận định của tờ Ivestia, tờ báo viết Việt Nam chưa đưa ra quyết định liệu có gia nhập BRICS hay không. Tuy nhiên, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã xác nhận rằng các nhà chức trách đang nghiên cứu các vấn đề về việc gia nhập BRICS và hình thức tham gia vào hiệp hội này. Các nhà ngoại giao của Việt Nam nói, theo những gì chúng tôi biết, quan điểm chính thức về những vấn đề này đang được giải quyết. Cho đến nay, Việt Nam đang tham gia đối thoại BRICS cộng. Hiện vẫn chưa rõ đại diện Việt Nam có đến thành phố Kazan năm nay, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh BRICS hay không. Phái đoàn ngoại giao từ Hà Nội lưu ý với Ivestia rằng phía Việt Nam vẫn chưa nhận được lời mời tham gia hội nghị thượng đỉnh ở Kazan. Vào tháng 3 năm 2024, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết không chỉ các thành viên đầy đủ của Hiệp hội mà cả các nước tham gia đối thoại BRICS cũng sẽ được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Kazan. Sẽ được tổ chức vào tháng 10 dưới sự chủ trì của Nga. Song song, hội nghị thượng đỉnh đang chuẩn bị một quyết định để giới thiệu một hạng mục mới, quốc gia đối tác. Hình thức này đang được phát triển cùng với những thứ khác trong bối cảnh có một số lượng lớn quốc gia muốn tham gia hiệp hội. Như vậy, sau hội nghị này, nếu Việt Nam quyết định không gia nhập BRICS, thì họ cũng có thể tham gia với tư cách là quốc gia đối tác. Mọi thứ đã rộng cửa cho Việt Nam, chỉ chờ họ gật đầu nữa mà thôi. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn chần chừ giải thích cho sự chậm trễ của Việt Nam, tờ báo tiếp tục viết. Việt Nam vốn đã rất tích cực trong các hoạt động của khối BRICS. Điều này thể hiện mong muốn của Hà Nội được hợp tác với nhóm này theo hình thức này hay hình thức khác. Việc Việt Nam chưa chính thức gật đầu cho thấy mong muốn của Hà Nội trong việc duy trì sự cân bằng chính trị. Bất chấp thực tế là BRICS đoàn kết các nước chỉ dựa trên lợi ích kinh tế. Cuộc đối đầu Mỹ-Trung cũng ảnh hưởng đến Việt Nam. Một mặt, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Mặc dù quan hệ giữa Hà Nội và Bắc Kinh vẫn còn khó khăn do các cuộc đụng độ quân sự liên tục trong quá khứ và tranh chấp lãnh thổ đang diễn ra. Mặt khác, Mỹ coi Hà Nội có lẽ là đồng minh chính trong khu vực trong bối cảnh đối đầu với Trung Quốc. Bất chấp chiến tranh Việt Nam trong quá khứ, các bên từ lâu đã khôi phục quan hệ bình thường và thậm chí còn tăng cường hợp tác về các vấn đề an ninh. Như vậy, lợi ích của hợp tác song phương có thể vượt xa lợi ích của việc tham gia BRICS. Ví dụ, người Mỹ hiện đang xem xét chuyển hoạt động sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam. Việc gia nhập BRICS có thể khiến Việt Nam mất đi sự ưu ái này. Mỹ đã tạo được 60.000 việc làm ở Việt Nam. Những gì mà người Mỹ đang cung cấp cho Việt Nam thì BRICS không thể cung cấp được. Ngoài ra, việc Việt Nam gia nhập BRICS có thể bị cản trở bởi những thành viên khác trong hiệp hội. Ví dụ, tại hội nghị thượng đỉnh ở Johannesburg, phía Trung Quốc chủ trương đưa Ethiopia vào. Mặc dù còn có các ứng cử viên khác đến từ châu Phi, đặc biệt lựa chọn Algeria đã được xem xét. Tuy nhiên, ý kiến của Trung Quốc vẫn là phương án cuối cùng. Điều tương tự có thể sẽ xảy ra với Việt Nam vì nước này có quan hệ khá phức tạp với Trung Quốc. Việt Nam là một quốc gia rất có tiềm năng và được ưa thích, nhưng đừng ngạc nhiên, sau đó có một ứng cử viên khác xuất hiện để thay thế. Nga sẽ rất vui khi có bất kỳ đối tác nào tham gia vào khối, nhất là Việt Nam. Nhưng việc mở rộng BRICS là một quá trình phức tạp, xét từ quan điểm chính trị và kinh tế. Và chính xác ai sẽ được đưa vào hiệp hội luôn là vấn đề cần lựa chọn rất kỹ càng và có thể phải thuận theo tình huống. Ngày nay, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển năng động ở Đông Nam Á, chi phí lao động thấp và tốc độ tăng dân số tích cực tiếp tục là những điều tốt cho Việt Nam, cộng với vị trí chiến lược có những vịnh và bến cảng tốt nhất ở Đông Dương. Đây cũng chính là triển vọng thăm dò địa chất dưới thềm Biển Đông. Và đừng quên rằng, Việt Nam vẫn là nước đông dân nhất Đông Dương. Đây không chỉ là vấn đề lao động mà còn là tiềm năng trí tuệ của người Việt Nam. Ngành giáo dục đang phát triển nhanh chóng ở nước này, họ có những kỹ sư giỏi. Giờ đây Việt Nam có thể đóng vai trò là một địa điểm công nghiệp, đặc biệt là rất quan trọng đối với Trung Quốc. Hợp tác chung trong lĩnh vực phát triển tài nguyên thiên nhiên đang phát triển chặt chẽ với Nga. Những điểm cộng đó giúp cho Việt Nam trở thành một thành viên tiềm năng của BRICS.
Đó là toàn bộ nội dung bài viết trên trang báo chính phủ Nga Investia. Tờ RT thì tập trung viết nhiều hơn về mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam. Đặc biệt là việc Việt Nam đã có lập trường trung lập đối với cuộc xung đột của Nga với Ukraine. Việt Nam đã bỏ phiếu trắng trong 4 nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án hành động của Moscow và bỏ phiếu phản đối đề nghị loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Với những hành động như vậy thì Nga sẽ rất vui nếu Việt Nam có thể gật đầu gia nhập khối BRICS. Có thể thấy truyền thông Nga đang hết sức ủng hộ Việt Nam gia nhập BRICS càng sớm càng tốt. Hội nghị sắp tới đây diễn ra tại thành phố Kazan là cơ hội lớn để làm điều này. Nga sẽ là nước chủ nhà, bởi vậy nên nước bạn mới mở rộng cửa cho chúng ta trước thềm hội nghị sắp diễn ra. Tuy nhiên, nếu xét đến những lợi ích khi Việt Nam gia nhập khối thì chúng ta sẽ thấy rằng nó chưa đủ. Về chính trị thì chưa thấy có lợi ích rõ ràng. Về kinh tế cũng vậy, hiện tại cũng chưa rõ. Việt Nam không gia nhập khối BRICS để giữ thế trung lập, để không bị cuốn vào vòng xoáy tranh chấp, có lẽ mới là lựa chọn hay hơn. Nếu Việt Nam đặt quan hệ với BRICS thì trước mắt cũng chỉ giới hạn ở mức đối tác và cũng chỉ giới hạn ở các quan hệ kinh tế. Trong đó, việc gia nhập ngân hàng BRICS là một khả năng, nhưng đó là các sự kiện thuộc thì tương lai. Trong thì tương lai ấy, sự phục hồi và phát triển, các thị trường quốc tế của khối BRICS là một trong những điều mà Việt Nam quan tâm nhất. Bởi trong những năm tiếp theo, sự phục hồi kinh tế tại các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam như Mỹ và EU còn khá bấp bênh, thị trường Trung Quốc cũng phục hồi chậm. Một số thị trường tiêu thụ hàng hóa khác của Việt Nam có thể hồi phục sớm hơn, nhưng giá trị kim ngạch trao đổi thương mại không cao. Vì vậy, các nước BRICS có thể trở thành một thị trường tiềm năng và là một trong các khả năng lựa chọn của Việt Nam. Tuy nhiên, đề cập đến việc đó trong thời điểm hiện tại cũng vẫn là quá sớm. Nếu để Việt Nam gia nhập ngân hàng BRICS thì có vẻ rất tốt. Việc đặt quan hệ đối tác với ngân hàng BRICS sẽ là cánh cửa để khôi phục quan hệ tài chính tiền tệ giữa Việt Nam và Nga, cũng như tăng cường quan hệ tài chính tiền tệ với các quốc gia khác trong khối BRICS. Trở ngại duy nhất hiện nay là Việt Nam có quan hệ kinh tế với Mỹ và EU chặt chẽ hơn quan hệ với các nước trong khối BRICS, nên việc sử dụng đồng đô la trong thanh toán quốc tế vẫn là một trong các lựa chọn không thể khác. Do đó, việc tham gia ngân hàng của BRICS nếu diễn ra cũng không đem lại thiệt hại gì cho Việt Nam. Chỉ có một số trở ngại cần giải quyết ổn thỏa mà thôi. Trước mắt, Việt Nam chưa có dự định gia nhập khối BRICS. Lý do trước tiên là khối này còn đang trong giai đoạn mở rộng, chưa xác định rõ những tiêu chí cụ thể bằng một văn kiện chính thức. Thứ hai là mặc dù có tiềm năng rất lớn nhưng hoạt động của BRICS trong những năm vừa qua khá mờ nhạt. Thứ ba là BRICS vẫn chưa giải quyết ổn thỏa những mâu thuẫn trong nội bộ của họ, trong đó có mâu thuẫn Trung Ấn là mâu thuẫn lớn nhất. Nói gì thì nói, những tính toán kỹ càng trong quan hệ ngoại giao luôn là điều rất quan trọng. Để có thể gia nhập một khối liên minh dù chỉ thiên về kinh tế như BRICS thì cũng cần phải xem xét kỹ càng. Hội nghị BRICS trước mắt còn có một khoảng thời gian nữa mới diễn ra. Từ giờ tới lúc đó, các nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn còn thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Cuối tháng trước, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Được biết, cuộc điện đàm diễn ra theo sáng kiến của phía Việt Nam. Trong nội dung cuộc nói chuyện giữa hai nhà lãnh đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng Tổng thống Putin được nhân dân Nga tín nhiệm bầu lại làm Tổng thống Liên bang Nga nhiệm kỳ 2024-2030 với số phiếu cao kỷ lục trong lịch sử hiện đại của đất nước. Điều này thể hiện niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân Nga đối với Tổng thống Putin trong việc lãnh đạo nước Nga phát triển trong giai đoạn mới. Sau đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gửi lời thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc đến Tổng thống Putin, nhân dân Nga và thân nhân những người bị nạn trong vụ khủng bố tại Moscow vào chiều tối ngày 22 tháng 3. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam trân trọng sự giúp đỡ to lớn của Liên bang Nga trong Liên Xô trước đây, cũng như ngày nay đối với đất nước và nhân dân Việt Nam. Chúng ta cũng nhấn mạnh, Việt Nam xác định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình. Về phía Nga, Tổng thống Putin trân trọng cảm ơn lời chúc mừng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự thăm hỏi, chia sẻ kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước những mất mát của nhân dân Nga trong vụ khủng bố ngày 22 tháng 3. Tổng thống khẳng định Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy của Liên bang Nga. Tổng thống Putin bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực. Hai lãnh đạo đã trao đổi và nhất trí về một số định hướng lớn nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới trên các lĩnh vực như là an ninh quốc phòng, kinh tế thương mại, văn hóa, du lịch. Cuối cuộc điện đàm, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trân trọng mời Tổng thống Putin sớm thăm chính thức Việt Nam. Tổng thống Putin đã vui vẻ nhận lời và thống nhất hai bên sẽ phối hợp, thu xếp thời điểm phù hợp.
Dĩ nhiên đây không chỉ là lời mời hỏi xã giao thông thường, ông Putin đích thực sẽ tới Việt Nam trong thời gian sớm nhất khi mà hai bên sắp xếp xong lịch trình. Cụ thể, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nói rằng, đúng là Tổng thống có lời mời chính thức đến thăm Việt Nam. Thời gian của chuyến đi sẽ được thỏa thuận. Hiện vẫn chưa thống nhất được, công việc thông qua kênh ngoại giao sẽ tiếp tục. Như vậy là có thể khẳng định, một trong những quốc gia đầu tiên mà ông Putin sẽ tới thăm sau khi tái đắc cử vị trí Tổng thống Nga nhiệm kỳ mới sẽ là Việt Nam chúng ta. Và đây là hành động khẳng định chắc chắn rằng mối quan hệ Nga-Việt đang ngày càng phát triển tốt đẹp hơn bất chấp sự bất ổn chính trị trên thế giới. Điều này cũng cho thấy ông Putin rất coi trọng tình cảm hai nước, giống như chính ông đã nói trong cuộc điện đàm rằng Việt Nam luôn là bạn, là đối tác tin cậy của Liên bang Nga. Sau khi thông tin trên được công bố, rất nhiều tờ báo lớn trên thế giới đã phân tích hành động này của ông Putin cũng như mối quan hệ Nga-Việt trong thời gian sắp tới. Nổi bật trong số đó là một bài viết trên trang Taotiao với tựa đề Việt Nam trở thành điểm nóng để Trung Quốc, Mỹ, Nga tranh giành. Putin được mời thăm Việt Nam, ông sẽ phải cân nhắc 4 điều. Tờ báo viết, chắc chắn Tổng thống Nga sẽ thăm Việt Nam trong năm nay. Sau khi nghe tin này, thế giới bên ngoài cũng cảm thấy là Việt Nam sẽ trở thành điểm nóng để ba cường quốc Trung Quốc, Mỹ, Nga cạnh tranh. Phải nói rằng, giá trị Việt Nam bây giờ thực sự cao. Thực tế là trong khi xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp diễn, lý do Tổng thống Nga Putin muốn thăm Việt Nam dựa trên nhiều cân nhắc. Thứ nhất là Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 và chuẩn bị bắt đầu nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo. Để tạo sân chơi ngoại giao rộng rãi hơn và mở rộng không gian trên trường quốc tế của Nga, Putin cần tấn công về mọi mặt để mở rộng vòng bạn bè của Nga. Đây là lý do số 1 khiến cho Putin muốn tới Việt Nam. Một nhiệm kỳ mới đồng nghĩa với một bầu không khí mới trong ngoại giao. Thứ hai là chuyến thăm Việt Nam của Putin là nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam và Nga. Mối quan hệ hai quốc gia này vốn rất sâu sắc cả trong lịch sử lẫn hiện tại. Thời Xô Viết, Việt Nam thuộc phe xã hội chủ nghĩa và có mối quan hệ rất sâu sắc với Liên Xô. Sau khi Liên Xô tan rã và Nga trở nên độc lập, quan hệ giữa Nga và Việt Nam tương đối lạnh nhạt trong một thời gian. Khi đó, Yeltsin và Putin chủ yếu là tập trung vào việc ngoại giao với châu Âu và thậm chí cả Mỹ. Trong quá trình nhiều lần tiếp xúc với phương Tây, Nga phát hiện phương Tây không hoan nghênh Nga gia nhập, nên Nga đã lấy lại trọng tâm ngoại giao truyền thống và hướng tầm nhìn vào Trung Quốc, Triều Tiên, Việt Nam. Kể từ đó, Putin rất coi trọng quan hệ với Việt Nam. Một người anh em của họ, lần này Putin hứa sẽ thăm Việt Nam vào năm 2024. Ông cũng mong muốn đưa mối quan hệ giữa Nga và Việt Nam lên một tầm cao mới trên cơ sở củng cố mối quan hệ thân thiết vốn có. Thứ ba, theo quan điểm của Putin, việc thăm Việt Nam chắc chắn có những cân nhắc về sức mạnh lớn của riêng mình. Hiện nay Việt Nam đã trở thành quốc gia mà Trung Quốc và Mỹ đang tranh giành. Để lôi kéo Việt Nam về phe mình, Mỹ đã đưa ra nhiều hứa hẹn với Việt Nam, không chỉ mời lãnh đạo Việt Nam sang thăm Mỹ, mà đích thân Tổng thống Joe Biden cũng công du sang Việt Nam. Không chỉ vậy, chính Trung Quốc cũng sẵn sàng nhượng bộ trước Việt Nam. Dù sao hai nước cũng là láng giềng, Trung Quốc cũng rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, nên lãnh đạo Trung Quốc cũng đã đến thăm Việt Nam vào cuối năm ngoái. Khi Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh, hai quốc gia đều đặt cược vào Việt Nam. Do đó, Nga, một nước lớn ngang hàng với Trung Quốc, Mỹ, đương nhiên không thể đứng nhìn. Đây chính là lý do khiến Tổng thống Nga Putin quyết tâm thăm Việt Nam trong thời gian tới. Trong ván cờ của các cường quốc trên bàn cờ, Trung Quốc và Mỹ cạnh tranh ở đâu thì Nga cũng phải có một chân ở đó. Thứ tư là Putin tới Việt Nam trong năm nay vì vị trí địa chiến lược của Việt Nam thực sự rất quan trọng. Từ góc độ của Mỹ, họ muốn đưa Việt Nam vào hệ thống chuỗi cung ứng của mình nhằm tăng cường sự đa dạng hóa và an ninh của chuỗi cung ứng. Từ góc độ Trung Quốc, chỉ cần Việt Nam ổn định, có nghĩa là Đông Nam Á sẽ ổn định. Đây là điều mà Trung Quốc cần để gia tăng tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực này. Ở góc độ Nga, những gì Trung Quốc và Mỹ thấy thì Nga cũng thấy. Nga không mù cũng không điếc, Nga cũng nhìn thấy vị trí quan trọng của Việt Nam. Việt Nam là quốc gia có dân số 100 triệu người. Lực lượng lao động dồi dào tạo cho Việt Nam nền tảng rất vững chắc cho công nghiệp hóa. Điều này cũng khiến cho Nga quan tâm nhiều hơn đến Việt Nam. Suy cho cùng, Nga vẫn có tiền và hy vọng sẽ kiếm được lợi nhuận kép thông qua đầu tư nước ngoài. Từ góc độ lợi ích kinh tế, Nga tập trung vào mối quan hệ với Việt Nam và đương nhiên cũng vì tiền. Đối với Nga, một quốc gia giỏi về chiến lược quốc tế, Nga vẫn rất coi trọng mối quan hệ với Việt Nam bởi Việt Nam là quốc gia quan trọng ở Đông Nam Á. Nếu quan hệ Nga-Việt phát triển tốt đẹp, Nga có thể dùng Việt Nam để phát huy tầm ảnh hưởng của mình trong khu vực này.
Thời gian vừa rồi, Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục qua lại với Triều Tiên. Tiếp đó, Nga phát triển quan hệ với Việt Nam trên bán đảo phía Đông Nam. Một nước phía Nam, một nước phía Bắc cộng với quan hệ hữu nghị với Trung Quốc ở giữa. Điều này cũng có nghĩa là độ an toàn của tuyến hàng hải từ cảng Vladivostok ở miền đông nước Nga đến vùng bán đảo rồi đến cảng Việt Nam đã được đảm bảo. Phải nói rằng cách bố trí từ Bắc vào Nam của Tổng thống Nga thực chất đang đóng vai trò chủ động khi mà khí hậu toàn cầu ấm lên, sự cạnh tranh, đấu tranh khốc liệt giữa Mỹ và Nga theo hướng Bắc Cực cũng đòi hỏi Putin phải làm tất cả. Việc duy trì quan hệ tốt đẹp với Triều Tiên, phát triển quan hệ với Trung Quốc và tăng cường đoàn kết chặt chẽ với Việt Nam chắc chắn sẽ mở ra con đường mới cho Nga trong tương lai. Đó cũng là mục đích chính cuối cùng thực sự khiến Tổng thống Nga Putin phải đích thân đến thăm Việt Nam. Đó là toàn bộ bài viết trên trang Tatiao phân tích chuyến công du sắp tới của Tổng thống Nga Putin sang thăm Việt Nam. Cũng phải nói rằng, với việc mời Putin sang thăm đất nước của mình một cách công khai, Việt Nam đang thể hiện rất rõ lập trường của quốc gia, đó là trung lập, theo phong cách ngoại giao cây tre. Thông qua lời mời của Tổng thống Nga, Hà Nội đã gửi đi 3 thông điệp. Trước tiên là thông điệp gửi đến Nga, bày tỏ mong muốn của Việt Nam tiếp tục quá trình hợp tác được gây dựng từ nhiều năm qua trong bối cảnh hai nước thấu hiểu nhau. Lời mời này cũng thể hiện sự coi trọng của chính quyền Việt Nam, muốn nói rằng Nga không bị loại khỏi cuộc chơi và Nga luôn giữ tiềm năng địa chính trị quan trọng trong mắt Việt Nam. Thông điệp thứ hai được gửi đến Trung Quốc, Hà Nội muốn cho Bắc Kinh thấy là chúng ta đang duy trì mối quan hệ đặc quyền với Nga, quốc gia mà Trung Quốc cũng có mối quan hệ gần gũi sâu sắc. Điều này tăng cường vị thế của Việt Nam đối với Bắc Kinh, trong khi hai bên tranh chấp chủ quyền gay gắt ở Biển Đông. Thông điệp cuối cùng được gửi đến Mỹ không phải ngẫu nhiên mà ngay sau chuyến công du tới Việt Nam của ông Biden mà Hà Nội mời Tổng thống Nga đến thăm. Khi mời ông Putin, Hà Nội muốn đánh dấu sự khác biệt và tự chủ trong quyết định đối với Hoa Kỳ, đồng thời khẳng định rằng Việt Nam không đi theo chương trình hành động của ai cả. Việt Nam là một quốc gia độc lập và tự chủ trong những quyết định của mình.